Chào bạn. Thì clip tiếp theo mình sẽ làm một thử thách là mình sẽ dùng tất cả số ớt này, mình sẽ trộn chung với xoài và cà đắng để xem ăn nó sẽ như thế nào nha các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ lấy máy xay, mình xay tất cả số ớt này ra cho nó nhuyễn các bạn nha. Rồi giờ mời các bạn cùng theo dõi mình nha. Thì từ nãy giờ mình cũng đã lật cuốn xong rồi nha các bạn. Đây giờ mình bắt đầu mình đổ vào máy xay sinh tố để mình xay nha. Thì từ nãy giờ thì mình cũng đã xay xong rồi nha các bạn. Đó giờ mình sẽ cho tất cả số ớt này ra dĩa nha, để tí nữa mình sẽ gọt xoài với cà ra rồi mình sẽ đổ ớt này vào các bạn nha. Đây các bạn, wow, ớt nhiều không? Đó, giờ mình bắt đầu mình đi gọt xoài và cà này nhé. Ok, thì từ nãy giờ mình đã cắt xong cái dĩa xoài và cà đắng đây nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cho ít mắm, ít bột ngọt vào. Và mình đổ tất cả số ớt này vào, mình trộn lại và mình ăn coi nó sẽ như thế nào các bạn nha. Đây, giờ mình sẽ đổ nước mắm vào. Mình sẽ cho bột ngọt vào nha các bạn. Mình cho thêm 2 muỗng đường nữa nha. Đây là khâu quan trọng nhất nha các bạn. Mình sẽ cho tất cả số ớt này, mình đổ hết vô đây và mình trộn nha. Ok, thì cuối cùng mình cũng đã trộn xong mâm xoài và cà đắng, trộn với hàng trăm trái ớt các bạn nha. Cái này thì rất là siêu cay, các bạn ăn cay cũng chưa chắc đã ăn nổi đâu, phải ăn thật cay mới ăn nổi các bạn. Rồi giờ mình bắt đầu mình ăn thử xem thế nào các bạn nha. Đây, rồi giờ mình mời tất cả các bạn nha. Mình sẽ ăn miếng xoài trước nha các bạn. Rất là ngon nhưng mà cay quá bạn ơi. Mình là người ăn cay rất tốt nha bạn, nhưng mà cái này cay quá. Mình mời các bạn miếng cà này nha. Mình cho mắm mà nó vừa ăn thôi nha các bạn. Mình 2 miếng mà cay quá. Ăn miếng thứ ba đổ hết mồ hôi rồi các bạn ơi.
sự là cay quá các bạn. À, uống miếng nước cho đỡ cay các bạn. Là thử thách ăn cay rồi. Mình ăn cay cho xé miệng rồi các bạn. Sưng miệng luôn. Mưa bắt đầu giật giật rồi các bạn. Mưa của mình bắt đầu tê hết rồi. Mình bắt đầu không còn cảm giác nữa đó các bạn. Ăn cay quá. Làm mình giật hết môi các bạn. Này các bạn nhìn này. Ướt đỏ lừ luôn nha. Quá cay. Mình bỏ hàng trăm trái ớt vô mà. Và mình không nghĩ là nó cay đến mức như này đâu các bạn. À, một miếng mà ớt như này không các bạn. Rất là cay nha. À, mình làm thêm miếng xoài nữa các bạn. Thôi mình chỉ ăn đến đây thôi các bạn. Vì nó cay quá. Thử thách của mình tới đây là hết nha các bạn. Mình cũng không còn gì để chia sẻ nữa. Thì mình xin dừng clip ở đây nha các bạn. Chúc bạn xem video quay vui vẻ nha. Giờ thì bye bye. Cay quá nói không nổi nữa các bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha. Bye bye.